xin chào mọi người đang xem trên kênh Gia đình Vui Vẻ của Tâm Tâm. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh của mình. Bây giờ thì Tâm Tâm và bà mẹ quê đang có mặt ở quán Sinh Tố. Quán Sinh Tố 228 đường 3 tháng 2. Thì Tâm sẽ quay đây là một quán Sinh Tố khá là ngon và rẻ ở Cần Thơ nữa. Rất là đông khách đang chờ nè. Ở đây còn có rửa xe, sửa xe nữa nè. Mình sẽ bước ra xích trước thì mình quay. Nhờ mẹ quê vô kêu Sinh Tố giùm mình ha. 228. Và bên đây menu nè. Rồi đây là cô Hồng chủ quán đây. Cô Hồng với bà mẹ quê quen biết nhau. Sinh Tố B với lại một dâu. Dạ. Bên này các cô đang làm rất là nhanh tay, tại vì khách đợi ở ngoài rất là đông á. Nào mình đợi mình mua thì cô Hồng cũng làm cái trang đặc biệt đó. Đặc biệt là cô Hồng làm, cô Hồng chủ quán làm. Mấy ngon được không? Đây nè. Cô một mắm cầu một dâu ha. Một mắm cầu. Mẹ uống mắm cầu à? Đấy không phải, một bơ với một dâu. Một bơ, một dâu, nó lộn. Đây là Sinh Tố mãn cầu. Bên này các loại nước ép nè, sữa. Giá này rẻ nữa. Sinh Tố ở đây là rẻ, cũng như là rẻ nhất Cần Thơ rồi đó. Nhà mình thì hay uống Sinh Tố ở đây không à. Ngoài ra không uống tiệm nào khác hết. Kia là dâu ha. Tối xay ở đây là xay liên tục luôn á, tại vì khách lúc nào cũng đợi đông. Bữa này là ít á. Bữa này ít á, khoảng chiều á là đông dài ra tới ngoài đường luôn. Tâm Tâm ghé đây mua phải lựa giờ. Ê, qua đây đi. Có máy ép rất là hiện đại luôn. Ngày xưa thì ở đây là chỗ sửa xe Hoàng Vân nè. Bây giờ thì thay đổi. Bây giờ là chủ yếu là bán Sinh Tố thôi. Quán có khá là lâu rồi. Tâm bữa nay mới quay ha, trước mình quay cái menu cho mọi người coi. Đây là cảnh ở phía trước quán nè. Trên đây là menu các loại đồ uống, trái cây, dầm, bánh flan, các loại sữa chua, có các loại Sinh Tố chứ, đều có hết. Món mới dâu tầm, dâu tầm dầm sữa chua, trái cây rất là tươi ngon luôn. Bây giờ mình đứng ở phía ngoài đường á, cho nên là nói chuyện có thể là hơi ồn xíu á. Rồi giờ mình để cho cô làm đi, rồi mình qua bên kia mình sẽ quay, tại vì bên đây thì cô mới mở thêm, mới vừa mở rộng cái quán ra thêm á. Bên đây nè, ngay đường 3 tháng 2. Rất là dễ tìm luôn, gần tới khu 91 ngã quẹo vô Nguyễn Văn Linh 91B ấy, thì mình sẽ thấy quán của cô màu xanh lá rất là dễ thương. Đây là khung cảnh đây nè. Mẹ quê đang ngồi đợi mình. Quán rất là rộng, lúc trước thì chỉ có buổi tối mới bán không mà ngồi ghế được, là tại vì chật lắm. Chỉ có ngồi ở phía bên lề đường thôi, lúc trước ở đây là cái ngân hàng. Đây, sáng nay cô Hồng về. Sinh Tố tới rồi. Dạ. Thì Sinh Tố cái là bình thường. Mọi người nhìn thấy thì cô không có trang trí gì nhiều trên đây hết á, chủ yếu là chất lượng thôi. Thì mình sẽ nhờ bà mẹ quê uống. Mẹ quê uống cái nào vậy? Dạ cảm ơn cô. Rồi
sẽ quay cho mọi người xin thấy. Xin mời bà con nha, đi nha, xin tố bơ. Rồi, mời rồi. Bà con. Đậm đặc lắm bà con ơi. Rất là ngon, tại vì con mà uống ly này vô là thấy nó ngon liền luôn á. Đúng rồi. Đây gì nè, mới thấy được độ hấp dẫn nha. Xin tố bơ. Mời bà con nha. Giờ thì mình sẽ thử xin tố dâu, tại vì để nãy giờ mình lâu quay á, cái nó bị tan, nhưng mà rất là béo. Đây, mình sẽ múc thử nha. Ngon á. Con đi nhà thấy đi đi làm mà ấy lần để quay cho nó đặc biệt. Mang về là ăn đi luôn rồi. Để đây ăn đây để quay luôn rồi. Rồi, bên này trong tấm hối trong máy sao nó ngắn quá, nhìn ngố quá mọi người. Nhìn thì mà ngố luôn quá gì. Không dám lên hình nhiều. Sợ mọi người cười. Ngon lắm nè. Xem độ ngon hấp dẫn cận cảnh của cái dĩa chè Thái này. Có nhiều trái cây. Trái cây thì sữa với lại nước cốt dừa quá hả mẹ. Nước cốt dừa với sữa, mít, dưa gan, rau câu. Rau câu bánh lăng nữa nè, cái cục này nè. Cái chỗ mình đụng vô luôn. Xoài. Xoài rồi dưa gan. Thạch thủy tinh rồi có cả cái gì ta, chè khúc bạch, có cả chè khúc bạch luôn á, ngon quá. Wow, chè ăn đi. Thơm lắm mà con ơi, thơm béo đậm đặc lắm, quá ngon luôn. Tâm Tâm là hảo ngọt lắm á. Mời bà con nha. Mời mọi người một miếng xoài đúng không? Mời bà con miếng xoài. Bắt bà mẹ quê làm mẫu. Lạnh quá mà. Đây nè, mọi người ơi. Một tô chè Thái luôn ngon lắm nè. Có nhiều màu sắc. Mình sẽ ăn một miếng. Không phải một miếng là mình ăn nhiều miếng. Nhưng mà trước tiên mình sẽ thử nước sữa với lại nước cốt dừa. Ngon lắm á. Béo ơi là béo luôn, có hộp đậu phộng nữa. Giờ mình thích nhất là mít nè. Sẽ ăn một miếng mít nha. Ăn một miếng mít nha. Quá đơn, hẻo quê sẽ trả tiền. Ở đây giá bình dân lắm bà con ơi, giá cũng như là không có mắc. Mình thấy là rẻ, ở Cần Thơ này là giá sinh tố như này là rẻ đó. Tổng cộng là 3 món 48.000. Nếu mà mình đi cà phê là nhiều khi một ly sinh tố là bốn mấy ngàn á, 30-30.000 một ly sinh tố đó. Wow, người ta chở hình như là cam á. Người ta chở cam lại. Còn ngoài đây, wow, ngoài đây đông cơ nè. Mình nói đâu có sai đâu. Rất là đông. Khách đợi mua sinh tố đó bà con. Có cả giao hàng Now Food luôn á. Đặt cái cây vô. Người ta đang nhập cam vô nè. Mấy bịch bự luôn á. Con có quay á, có cả giao hàng tận nơi Now Food luôn nè. Giá cũng vậy thôi, có nhiều khi còn được free ship đó. Ngày xưa mình lại uống sinh tố á, thì mình sẽ chạy xe vô trong cái con hẻm này nè,
Rồi mình gửi xe trong đó, đậu trong đó, và bàn thì cũng có một số bàn ở dọc theo lối đi luôn, hoặc là ngồi ở bên này. Nhưng mà bây giờ thì cô Hồng của cổ thuê thêm ở bên đây nữa để làm quán luôn. Có cả máy lạnh và không có máy lạnh luôn nè mọi người. Tới đây thì có thể có nhiều lựa chọn và thậm chí là giá bình dân, không có mắc tiền như là những cái quán cà phê sang trọng á. Còn đây là một góc đường 3 tháng 2 gần tới khúc đường Nguyễn Văn Linh. Giờ này buổi trưa. Khách đông chưa? Rồi tạm biệt mọi người nha. Tâm Tâm lên đường trở về nhà thôi. Hôm nay cảm ơn cả nhà đã xem video của gia đình mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Bye bye nè mẹ quê ơi. Dạ. Rồi.